Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 18 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2024, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đối với Cao Bằng, tự hào là chiếc nôi của cách mạng Việt Nam, là quê hương thứ hai của Bác. 63 năm kể từ ngày vinh dự được đón Bác về thăm tháng 2 năm 1961, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng không ngừng vận dụng sáng tạo lời dạy của Người. Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cũng như trước đây Cao Bằng là tỉnh gương mẫu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Phấn đấu xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện. Cao Bằng, nơi vinh dự được đón Bác sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước năm 1941. Bác trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ đây, Người đã lãnh đạo Đảng ta, nhân dân ta, đất nước ta, làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, lòng trời lở đất, giành chính quyền về tay nhân dân, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đây là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Noi gương và kế tục sự nghiệp cách mạng của Người, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng luôn một lòng sát son, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học và làm theo Bác, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng luôn xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa quan trọng lâu dài, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong 3 năm qua, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh ủy Cao Bằng đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức triển khai thực hiện kết luận số 01 KLTU ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện kết luận số 21 KLTU về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm, niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, dân vận khéo, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng thời, triển khai tổ chức thực hiện đa dạng hóa các hình thức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Kinh tế đạt kết quả khá toàn diện, thu ngân sách trên địa bàn luôn đạt và vượt mức kế hoạch giao. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước tăng trưởng và đạt những kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 805 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 290 triệu USD. Tỉnh đang khẩn trương xúc tiến về mọi mặt, tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, đảm bảo tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. An sinh phúc lợi xã hội được đảm bảo. Công tác xóa đói giảm nghèo đạt kết quả tích cực. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ ngày một đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hòa cùng mạch nguồn tự hào về ký ức vinh quang, hào hùng của cách mạng Việt Nam. Trong những ngày tháng năm lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đến dâng hương, dâng hoa, báo công dâng Bác tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Trước anh linh của người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, huyện đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trong những tháng đầu năm 2024, tỉnh Cao Bằng đã phát động nhiều phong trào thi đua với những hành động cụ thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Hiện nay, toàn tỉnh đã tập trung triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Đình Giang trong toàn Đảng bộ, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Đình Giang. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ thúc đẩy các phong trào thi đua nước trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và những năm tiếp theo. Kính thưa Bác, Cao Bằng vinh dự và tự hào là quê hương cội nguồn cách mạng, quê hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi sinh ra người con ưu tú Hoàng Đình Giang. Trong sở hữu thiêng liêng này, chúng con xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất của thế giới. Trước anh linh của người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng xin hứa thực hiện tốt lời căn dặn của Bác, phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Cao Bằng ngày một phát triển. Khắc ghi lời dạy của Bác, Bác mong tỉnh Cao Bằng sớm trở thành một trong những tỉnh cường mẫu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc như trước đây. Cao Bằng là một trong những tỉnh đi đầu trong cuộc cách mạng, giải phóng dân tộc. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng Cao Bằng đoàn kết một lòng, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Phấn đấu đến năm 2030, đưa Cao Bằng trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu bài nói chuyện chuyên đề của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương về các câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, lý tưởng cách mạng, cùng tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thông qua buổi nói chuyện chuyên đề của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, từ đó cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cảm nhận rõ hơn về vị lãnh tụ của chúng ta. Bác Hồ, người đã dành trọn đời, tâm huyết của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời lan tỏa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong việc tích cực tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng Bí thư khuyên tất cả chúng ta, nhất là các cán bộ trẻ, các cán bộ mà mới được đặt vào cương vị nhé, mà phải hết sức rèn luyện, chứ có nhiều người phải trả giá đau đớn. Vừa đạt đến vinh quang chưa được bao lâu thì đã bại, rơi vào đau đớn rồi, thậm chí cả vào vòng lao lý rồi. Các đồng chí không lạ gì là có ông Bí thư Tỉnh ủy mới vào Trung ương khóa 13 thôi, được mấy tháng đã hỏng, đã phải xử lý pháp luật, đã bị bắt giam. Và đau đớn nhất ấy, cả một cuộc đời mấy chục năm và phấn đấu vào Đảng, đến phút này mắc sai lầm mà phải chấp nhận khai trừ khỏi Đảng. Nhiều trường hợp như thế lắm đó, làm gì cả tướng lĩnh, cả bí thư, cả chủ tịch ở nơi này nơi khác. Trên đọc tác phẩm lần này này, ta phải có cái dũng khí là dám nhìn thẳng vào sự thật, dám chấp nhận những đau đớn, những gai góc để có đủ độ tin cậy và bước đường đi tới dù rất vất vả, gian nan, không dễ một chút nào. Thì tác phẩm của Tổng Bí thư gồm 3 phần với lời giới thiệu, với mở đầu, với kết thúc, nó thành một công trình hoàn chỉnh mà dung lượng là rất lớn, gồm 600 trang sách. Thì tôi nói vắn tắt như vậy để các đồng chí sẽ nghiên cứu thêm. Bây giờ đi vào một vài luận điểm chính. Thì cái điều mà ta cần nhận thức bây giờ đấy là tham nhũng là thế nào. Tham nhũng nói một cách chữ nghĩa đấy là tham lam đi liền với nhũng nhiễu, sách nhiễu. Bác chỉ gọi là tham ô, mà bác nói tham ô là gì? Là ăn cắp của công, biến của công thành của riêng, biến cái của dân thành của mình. Chuyên bác dặn cán bộ thu thuế, thu thuế là nguồn thu chính của ngân sách. Bác dặn cán bộ thu thuế thế này này, thu thuế là thu đồng tiền bát gạo của dân, là mồ hôi nước mắt của dân. Chống thất thu là quan trọng, thu đủ và vượt mức càng quan trọng, nhưng cái quan trọng nhất là các chú phải thu cho được lòng dân. Đấy mới là quan trọng, thu cho được lòng dân. Và để cho dân tích cực chống tham nhũng cùng với Đảng thì lòng dân là quyết định. Vì vậy, lý luận về chống tham nhũng hiện nay là làm cho chúng ta rõ cái gì được gọi là tham nhũng, cái gì cấu thành một hành vi tham nhũng. Và tham nhũng phải xử lý trách nhiệm ở những ai, cả đối tượng, cả chủ thể như thế nào. Ngay cả dân ấy, về nguyên tắc dân không tham nhũng được. Tham nhũng là chỉ xảy ra ở những người có chức có quyền mà lợi dụng chức quyền để vụ lợi thôi. Dân không thể tham nhũng được. Nhưng Việt Nam nó lại rắc rối thế này, không thế này. Dân không tham nhũng, nhưng mà vô tình dân tiếp tay cho tham nhũng. Chỉ vì lợi ích riêng, nó tầm nhìn hạn hẹp, cái trước mắt, cái thực dụng, những cái vụn vặt cả, để rồi làm hư hỏng cán bộ. Và chính dân lại bằng dung túng cho cán bộ tham nhũng, thì dân cũng chịu phần trách nhiệm. Chứ bác phê bình cả dân, chứ không chỉ phê bình cán bộ không đâu. Quan tham là vì dân dại, dân khôn ngoan ra thì quan có muốn tham cũng không tham nổi cơ. Thế là sự phê bình chứ. Thì đấy là một điều thứ nhất về lý luận. Điều thứ hai này, điều này rất quan trọng này, con. Trong tác phẩm Tổng Bí thư có chỉ ra đấy, tham nhũng bây giờ nguy hiểm ở chỗ nó lây lan từ địa hạt kinh tế sang địa hạt chính trị. Tham nhũng thường chỉ là vật chất, tiền bạc, tiền của đấy, tức là trong địa hạt kinh tế. Thường là như vậy, phổ biến là như vậy. Nhưng bây giờ người ta kinh doanh cả quyền lực, kinh doanh cả chính trị. Tham nhũng nó vấy bẩn cả vào trong chính trị. Tại sao mà ở Tổng Bí thư của chúng ta ở khóa 11, trong khi làm nhân sự khóa 12, mà ông phải thốt lên là chạy ai và ai chạy? Trình trị cả hai, chạy ai và ai chạy? Cái cơ chế xin cho là một cơ chế rất tệ hại. Dù đây là một cơ chế vô hình, chứ không có văn bản nào, không có quy định nào cho cái chuyện xin cho cả. Nhưng nó tồn tại trong thực tế dai dẳng và gây nên bao nhiêu hệ lụy. Có người ban phát thì mới có người lợi dụng để chạy. Có người có thẩm quyền cho thì mới có cả một tốp người chạy với nhau để tận dụng cái cho đó. Nó mới đẻ ra là chạy danh, chạy chức, chạy quyền, chạy tù, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy huân chương. Tệ hại đến mức chạy cả luân chuyển. Luân chuyển cũng chạy. Tức là đi chỗ gần không đi chỗ xa, đi chỗ thuận lợi không đi chỗ khó khăn, đi chỗ ngắn ngày để về còn chỗ, chứ không đi dài ngày để về hết ghế. Như thế thì không còn trong sáng nữa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục lần sau.